Đây là hình viên kim cương. Quý vị thấy kim cương là gì không? Kim cương phải trong suốt. Quý vị làm dự án nào mà quý vị toan tính, quý vị không có làm được đâu là hảo huyền. Đó không phải là gieo, đó là một dự án chiến lược kinh doanh toan tính. Còn quý vị muốn gieo là tâm quý vị phải trong suốt, sáng trong như viên kim cương vậy. Cái thứ hai, làm gì ở trên cuộc đời này ra viên kim cương? Kim cương phải đủ rắn rỏi, viên kim cương phải đủ mạnh mẽ, viên kim cương phải đủ vượt qua bão giông. Và cụ thể là viên kim cương phải qua một quá trình tôi luyện từ than đá biến thành kim cương ở 2000 độ C. Nghĩa là 1999 độ C quý vị vẫn là than đá. Chính vì vậy có nhiều người nói, ủa tại sao chồng em không yêu quý em, tại sao gia đình em đổ vỡ, tại sao vân vân. Chẳng qua là quý vị có tố chất viên kim cương trong người nhưng quý vị chưa tôi luyện, chứ đó thành ra nó vẫn ở than đá. Khi nhiệt độ nó mới 100 độ C thôi thì quý vị vẫn là than đá. 1999 độ quý vị vẫn là than đá. Cho đó thấy người nào mà nhiệt á, nó vẫn chưa có đến nổi, chưa thành viên kim cương thì hãy luyện tiếp, bởi vì lúc này vẫn đang hành trình của than đá. Vì sao viên kim cương cứng cỏi, trong suốt và qua quá trình tôi luyện? Khi mà các bạn đã qua tôi luyện rồi thì tự động bạn có giá trị trong cuộc đời các bạn. Các bạn không cần phải kêu gọi ai, tự động các bạn có một cái năng lượng hút người khác về. Do đó quý vị chỉ cần có một cái nội lực bên trong quý vị mạnh, cũng như thầy Quân dạy ba gốc rễ, thì quý vị tự động hút những người ba gốc rễ về với mình. Cũng như khi chúng tôi xây dựng ngôi trường, tự động hút những cái người muốn làm trường với chúng tôi. Vậy thì muốn làm trường với tôi, thay vì tôi gieo là tôi làm trực tiếp, tôi không phải gieo là bài học, đó là bài học xưa cũ rồi. Mà cách mới là gì? Giúp cho người khác làm cái điều đó mới gọi là gieo. Vậy quý vị hãy xem lâu nay quý vị làm trực tiếp cái điều đó hay quý vị đang gieo cho người khác. Nếu như quý vị làm trực tiếp thì coi chừng quý vị tạo nghiệp và quý vị vẫn khổ như thường. Xem lại, tôi là người trả giá cái khổ đó rồi. Vậy đó, tôi nghĩ là quý vị cũng vậy thôi.